Dịp nghỉ lễ kỷ niệm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 này, gia đình anh Lê Văn Tính ở Nghệ An hiện đang làm việc tại một khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội cho biết sẽ tranh thủ thời gian nghỉ dài ngày để về quê thăm người thân và kết hợp đi du lịch biển. Gia đình em có dự định là nghỉ 3-4 ngày em về quê đi đi biển, đi tắm biển. Kỳ nghỉ dài này là gọi là dành được thời gian để đưa gia đình đi chơi chỗ này chỗ kia cho gia đình gọi là sum vầy, vì mấy tháng từ Tết tới nay gia đình chưa đi chơi với nhau. Nhớ gia đình, nhớ con là cảm giác hàng ngày của nam công nhân trẻ này. Để có công việc, công nhân này phải gửi con cho ông bà nội chăm sóc ở quê nhà Thái Bình, còn hai vợ chồng lên Hà Nội lao động. Dịp nghỉ lễ dài ngày có lẽ sẽ là dịp để anh về với gia đình, ý nghĩa hơn. Đây là một cái dịp, là một cái cơ hội rất là tốt và dài ngày, có một kỳ nghỉ lễ dài ngày để về bên nhà. Chứ thực ra trước giờ là cũng tranh thủ cuối tuần một hôm hoặc là một hôm rưỡi hai hôm, còn bình thường không có cái kỳ nghỉ 5-6 ngày như này, rất là trông chờ đấy anh ạ. Tôi cũng rất là vui và háo hức để chờ đến ngày được nghỉ lễ về. Dịp nghỉ lễ năm nay được đa số người lao động háo hức đón chờ. Tuy nhiên, cũng có không ít gia đình công nhân, người lao động có thu nhập thấp tại những thành phố lớn, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp lựa chọn ở lại để tiết kiệm. Nhiều công nhân cho biết họ sẵn sàng không nghỉ lễ để được đi làm tăng ca, làm dịp nghỉ lễ này để thêm phần thu nhập. Việc có thêm thu nhập sẽ vui hơn. Nghỉ dài ngày thì như công nhân chúng tôi thì lương cơ bản thì nó vẫn không được bằng lương hàng ngày. Thì nó như những người có điều kiện thì người ta nó vui hơn. Còn chúng tôi công nhân thì ngày nào đi làm mà lương được nhiều hơn thì vui một gấp đôi. Trong những tuần trước kỳ nghỉ lễ, không khí háo hức đã lan tỏa khắp các nhà máy, xí nghiệp. Công nhân và người lao động đã sắp xếp mọi việc để sẵn sàng cho chuyến hành trình trở về quê hương. Những tấm vé xe, những vali đựng đầy quà và những chiếc áo mới được sắm với hy vọng trở thành những phần quà ý nghĩa cho người thân yêu. Không chỉ là việc quay về nơi sinh ra, mà kỳ nghỉ lễ này còn là thời điểm để họ kết nối lại với những góc nhỏ quê hương, những con đường quen thuộc, những cuộc trò chuyện về những kỷ niệm xưa, về những ước mơ và khát vọng của mỗi người sẽ được nối lại và chia sẻ một cách chan hòa, ấm áp.